Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô bé đang để búa này. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình nhé. Chiếc váy này thì mình tô màu đỏ. Bông rôn bông này thì mình sẽ tô màu vàng. Vẫn là chiếc mũ dâu tây. Cô bé
ơi, vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.